Shop Tuấn Gia Ban nay lại đóng gói một cái sản phẩm máy điện trường cao áp PH14000. Đây địa chỉ Tuấn Gia Shop Tuấn Gia Ban này, B7/222 Lê Duẩn, Cổ Đa, thì điện thoại này 0929756868 này. Người nhận là anh Lâm Văn Dũng này, điện thoại này 0942410134 này. Địa chỉ này 42/25 Phạm Thái Mường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Đấy, máy điện trường này. Đây là anh đặt 5 triệu rồi, thua đây. Đó. Và tiếp theo này, cái đơn hàng này là tiếp tục là một cái anh khách hàng thân quen. Đây. Là anh để anh đã nhận là anh đã dùng máy điện trường của Tuấn Japan này. Là anh Nguyễn Ngọc Thanh, điện thoại này 0973408874, địa chỉ tổ 1 ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đó, đây anh cũng làm ở Vĩnh Long. Thì anh này anh đã dùng tốt rồi, thì bạn anh sử dụng lên anh bạn anh sang ngồi và thấy hiệu quả. Thì và anh đây anh chuyển trước, đặt trước cho Tuấn 8 triệu đây. Đây máy. Thì anh chị em mà có nhu cầu máy điện trường cao áp nội địa Nhật Bản thì hãy nhanh tay, đừng nên chần chừ về những cái sức khỏe của mình. Tiền thì rất là quý trọng rồi, nhưng sức khỏe của chúng ta còn quý trọng hơn đồng tiền. Nên Tuấn Japan có rất là nhiều cái đời máy, model máy từ trung cấp đến cao cấp. Đấy. Cái PH14000 này, nguyên hộp cũng có này. Đó. Phụ kiện rất là nhiều. Và những cái máy trung cấp cao cấp đều có hết này. Medic này 14.000 này, Medic 9.000 này, Medic Eco, Medic AT 14.000 này, Promonte này, Future này, Future 14.000, 14.000 DX này, rồi là Marine này, đấy, rồi là Movat này, Dr. John này, rồi là Livermark này, đấy, rất nhiều, rất nhiều. Đây là nhà Tuấn rồi, rồi là Fudiki 14.000 này. Đấy. Rất nhiều. Nên anh chị em mà có liên hệ thì hãy đến qua nhà Tuấn Japan là B7 ngõ 122 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để xem trực tiếp, hoặc là anh chị em liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929756868 và 0913320644, kết bạn Zalo để Tuấn Japan tư vấn và gửi hình cho chi tiết, quay chi tiết để cho anh chị em xem thích model nào, và Tuấn Gia Toan tư vấn là anh chị em cần dùng cái model nào cho nó vừa phải thôi, không cần phải cao cấp quá. Ví dụ mình có điều kiện thì mình dùng cao cấp thì nó đương nhiên nó tốt hơn, nhưng mà mình cần nó hoạt huyết lưu thông máu, nó cân bằng cái ion âm ion dương trong người mình, thì mình chỉ cần pH 14.000 trở lên nó đã đỡ ok rồi. Đấy, cái dòng pH là đã tốt rồi, giá nó chỉ trên 10 triệu rồi hết. Xin chào tất cả anh em, hẹn em clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để giúp Tuấn Gia Ban lan tỏa những cái sản phẩm tốt, zin xịn, giá thành hợp lý để người dân Việt Nam tiếp cận với cái công nghệ nghệ cao của người Nhật Bản để sống thọ hơn, sống chất lượng hơn. Xin cảm ơn anh em. Gửi đi Vĩnh Long phường 4 này.